Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin VHU News của Ban truyền thông ADN. Bản tin hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý như sau. Sinh viên Văn Hiến hưởng ứng ngày chào mừng phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, đồng thời ủng hộ quyên góp đồng bào miền Trung trong cơn lũ lụt. Câu lạc bộ văn nghệ trường Đại học Văn Hiến tổ chức gặp mặt cộng tác viên lần hai. Sinh viên Văn Hiến tham gia ngày hội sinh viên sáng tạo tại nhà văn hóa thanh niên thành phố. Sau đây là nội dung chi tiết. Để chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, đồng thời ủng hộ đồng bào miền Trung trong cơn lũ lụt, các cộng tác viên của khoa kinh tế đã có mặt rất sớm tại khu liên hợp 613 Âu Cơ để chuẩn bị công tác làm hoa handmade, gây quỹ ủng hộ đồng bào cho miền Trung và nhằm chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa và mang tính nhân văn sâu sắc của sinh viên trường Đại học Văn Hiến, đúng với phương châm thành nhân trước khi thành doanh của trường Đại học Văn Hiến. 8 giờ ngày 23 tháng 10 năm 2016 tại phòng DBH006, cơ sở 613 Âu Cơ, câu lạc bộ ngoại ngữ đã tổ chức buổi gặp mặt đầu tiên của câu lạc bộ trong năm học 2016-2017. Đến với buổi gặp mặt các bạn thành viên, cộng tác viên câu lạc bộ ngoại ngữ, ngoài việc giao lưu kết bạn với những sinh viên trong khoa ngôn ngữ văn hóa nước ngoài, ban chủ nhiệm câu lạc bộ còn chia sẻ những kinh nghiệm về học ngoại ngữ, đồng thời ban chủ nhiệm đã nêu lên những định hướng hoạt động của câu lạc bộ trong thời gian sắp tới. Câu lạc bộ ngoại ngữ, nơi các bạn có thể cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm giữa các khóa, cũng như giao lưu, học hỏi, thể hiện khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ mà bạn đang theo học. Ngày 19 tháng 10 năm 2016, câu lạc bộ Kỹ năng đã cùng nhau hưởng ứng chương trình Chung tay vì miền Trung. Vào lúc 19 giờ, câu lạc bộ Kỹ năng đã tập trung tại cổng trường Đại học Văn Hiến, cơ sở 613 Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh để cùng nhau di chuyển đến công viên Lê Thị Riêng, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh. Với sự sáng tạo của các bạn thành viên và cộng tác viên câu lạc bộ Kỹ năng, những bó hoa đã được làm ra bằng kẹo với nhiều màu sắc và cực kỳ ý nghĩa đã được mang bán. Trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ thì 50 bó hoa đã được bán hết. Song song với hoạt động gây quỹ chung tay vì miền Trung, câu lạc bộ Kỹ năng còn chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 khi dành những bó hoa ngọt ngào và lời chúc dễ thương đến một nửa của thế giới. Những hình ảnh của cuộc vận động chung tay vì miền Trung sẽ được tiếp tục cập nhật trên trang tin tức của Ban truyền thông ADN. 17 giờ ngày 21 tháng 10 năm 2016, tại phòng BBH105, câu lạc bộ văn nghệ đã tổ chức gặp mặt cộng tác viên lần hai với sự tham gia của đồng chí Nguyễn Thị Thanh Diễm, đồng chí Nguyễn Trường Giang, chủ nhiệm câu lạc bộ văn nghệ, đồng chí Huỳnh Minh Đường, phó chủ nhiệm câu lạc bộ văn nghệ, đồng chí Trần Thanh Quang, đồng chí Minh Quân, ban điều hành đội cổ động. Mở đầu buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Diễm thông qua các điều lệ, quy định của câu lạc bộ chia ra thành hai ban, ban hoạt động và ban văn nghệ. Không khí vô cùng ấm cúng với sự góp mặt của hơn 80 thành viên, hòa lẫn với những tiết mục giao lưu văn nghệ sôi nổi của các thành viên. Đến đây bản tin VHU News của Ban truyền thông ADN xin được khép lại. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành, quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.